Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2021, mẹ bê tông cuối để hoàn tất việc thi công đúc tượng Đức Mẹ trên đỉnh núi Cúi đã hoàn thành. Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ trên đỉnh núi Cúi là công trình quan trọng nhất trong 11 hạng mục đang tiến hành xây dựng tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ núi Cúi. Sự kiện này cũng là dấu mốc lịch sử kỷ niệm 56 năm ngày thành lập giáo phận Xuân Lộc, đánh dấu chặng đường 6 năm xây dựng Trung tâm Hành Hương. Trước khi thực hiện mẻ bê tông cuối, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú mời gọi mọi người hiện diện cũng như qua phương tiện truyền thông cùng hiệp ý với cha cố Du Xe Hoàng bên đường đang dâng lễ tại nhà nguyện trung tâm, dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, lời tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 56 năm thành lập giáo phận và cầu nguyện cho công việc xây dựng được diễn ra bình an tốt đẹp. Đức ông chia sẻ. Tượng đài Đức Mẹ gồm có hai phần chính, phần đế và phần tượng. Phần đế gồm có 3 tầng, tầng 1 7 thước, tầng 2 5 thước, tầng 3 4 thước. Và đế của Đức Mẹ gần với tượng là 1 thước. Rồi tượng Đức Mẹ là 33 thước. Và hôm nay là đổ đợt thứ 13, chính là trên đỉnh đầu Đức Mẹ. Với tượng đài này, công ty Vĩnh Cửu cũng đã ước mong sẽ hoàn tất và bàn giao vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 năm nay, nhưng vì đại dịch không thể tiến hành được và công ty đã lên kế hoạch để ngày 24 tháng 12 năm 2021 sẽ bàn giao để đưa vào sử dụng. Chúng tôi ước mong rằng đến ngày lễ Giáng sinh năm nay, nếu điều kiện và hoàn cảnh cho phép, chúng ta cũng sẽ có thể tới để kính viếng Đức Mẹ mới được hoàn thành và bàn giao. Ông Nguyễn Sử, Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu, đã ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha, Đức Ông đã tín nhiệm giao cho công ty thi hành hạng mục tượng đài Đức Mẹ. Ông cũng cảm ơn ban điều hành và giám sát thi công đã hỗ trợ trong suốt thời gian thi công vừa qua. Hạng mục tượng Đức Mẹ đã được khởi công từ tháng 11 năm 2019, được lắp đặt tại công trình vào tháng 10 năm 2020. Hôm nay là ngày trọng đại đối với công ty Vĩnh Cửu vì đã hoàn thành công tác đổ bê tông, kết cấu chính của công trình. Phần còn lại là công tác trang trí để hoàn thiện vẻ đẹp của tượng đài. Ông Nguyễn Sử cũng mong ước rằng tượng Đức Mẹ sẽ sớm hoàn thành cách toàn diện về an toàn, thẩm mỹ và tiến độ. Tiếp lời vị giám đốc công ty Vĩnh Cửu ông Trần Nhật Kiên, kỹ sư giám sát xây dựng, cũng ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha, Đức Ông đã đồng hành, tin tưởng giao nhiệm vụ giám sát công trình tượng đài. Trong thời gian qua vì dịch bệnh, nhà thầu đã áp dụng 3 tại chỗ. Ông cùng nhà thầu nghiên cứu bản vẽ cũng như thực hiện đúng tiêu chuẩn xây dựng, quản lý công trình tuyệt đối an toàn, chất lượng để công trình sớm được hoàn thành. Việc hoàn tất công trình tượng đài không chỉ quan trọng về ý nghĩa lịch sử của Trung tâm Hành Hương mà còn là biểu tượng của niềm tin. Theo lời chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Ngô Công Sứ, Phó Giám đốc Trung tâm Hành Hương, mỗi phần kết cấu của hạng mục đều có hàm ý riêng. Phần chân đế cao 17 mét tượng trưng cho 17 tuổi của Đức Mẹ Maria trước khi nhận lời sứ thần truyền tin. Tượng Đức Mẹ cao 33 mét tượng trưng cho tuổi đời của Chúa Giêsu. Công trình tượng đài cao 50 mét tượng trưng cho 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc vào năm 2015. Việc đổ mẻ bê tông cuối cùng, khuôn ảnh phần đầu tượng Đức Mẹ là điểm cao nhất của Trung tâm Hành Hương, tượng trưng cho đỉnh cao của niềm tin. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria ban muôn ơn lành cho mọi người trong giáo phận trong dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập giáo phận. Xin mẹ che chở cho đoàn con trong giáo phận. Xin cho đại dịch mau qua và các công trình xây dựng tại Trung tâm Hành Hương sớm được hoàn thành. Chiều trái tim, chiều tấm lòng hướng về núi cuối thâm tình, chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mẹ với trót tâm tình, từng lời kinh khấn cầu hy sinh, ngàn lời ca chúc tụng tôn vinh, tạ ơn mẹ, tạ ơn mẹ đã ban xuống mọi ơn lành. Maria là nữ vương vô nhiễm nguyên tội, mẹ là
hương nhân đức sang ngời, đoàn con vâng theo mẹ suốt đời. Nhưng hôm nay bao con người đang bị bách hại, khi nhân phẩm đang bị chà đạp, nguyện mẹ thương cứu giúp mẹ ơi. Chiều trái tim, chiều tâm lòng, hướng về núi cuối thâm tình. Chiều trái tim và chiều tâm lòng, dâng mẹ với trọn tâm tình. Cầu hy sinh ngàn lời ca chúc tụng tôi.